Có ra đấy chỉ cần nhìn thấy ngọn hải đăng thôi chứ không ra đảo. Cơm là mình đâu có ăn cơm ở trong công ty khách sạn này chị ha, ra ngoài ăn ha. Dạ, chủ yếu ăn ở ngoài. Nó quen rồi, ăn nhà nào nấu ngon vừa ý mình chuyển sang nhà khác thấy nó cũng không hợp, không thích.